À, xin chào tất cả anh em nha. Bữa nay vô nhà chú Ba quay cái mô hình nuôi vịt siêu thịt. Đây là máy lọc. Đó, đây là khuôn bao vịt ở. Bữa nay thì đang chuẩn bị làm thôi, chưa có thả vịt. Bên đây là hệ thống nước uống. Chừng nào có vịt đông, chừng nào thả. Đây là hệ thống nước cho vịt uống mấy bạn. Còn bên kia là lót gạch cho nó ở luôn, hoành tráng luôn. Khi vịt con thả về thì ương ở trong chuồng heo á, hộp xi măng á, ương đó xong thả ngoài này rồi từ từ bung ra, bung rộng ra, rộng qua bên kia nuôi. Trước này nuôi nhiêu? 1.200. Đó, khu vực này là chuẩn bị thả 2.000 con nữa bạn, vịt siêu thịt. Bữa nay quay xương xương thôi, bữa nào thả vịt rồi quay tiếp. Đó, bung rộng ra bên đây luôn. Bên đây là cát nha. Đó, bung rộng ra luôn. Rộng lắm. Rồi, bye bye các bạn nha. Đây là thiết kế máng uống dành cho vịt. Ống này 105 hả anh Hùng? Này hả? Này chắc 102 quá. Nhiêu? 114 hả? Này ống 114 các bạn. Gọc, mình gọc cái đường đó, đường này chắc mấy phân, 4 phân không? Bít hai đầu lại nha. Ống này dài à. Này chắc hai cái ống quá. Hai cái ống nối lại. Đó, để trên sàn nha. Thì cái này cũng tùy phải không? Muốn làm như làm gì? Dài thì tốt. Vịt này thì nước nhiều thì tốt chứ gì đâu. Còn cái ống nhỏ này là nước mình xử lý, mình xả vô cho nó uống nè. Lúc nào cũng phải có nước hết.
cái nhà tre này cỡ nhiêu mét rồi Tôn? 15 mét không? Hả? 70 mét vuông hả? Cái rạp tre này là 70 mét vuông các bạn. Có lá tre, lá thì tốt, mát. Còn ai muốn làm kiên cố thì chơi ton luôn. Còn bên đây là sân chơi. Khi mà dịch lớn á, bung luôn anh đây. Sạch sẽ luôn. Qua đây chơi đã rồi ỉa rồi dội thôi. Đỡ hơn, đỡ cực hơn mình cào cát.